Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Sân Si Tinh được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Vừa qua, chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bất ngờ gây xôn xao dư luận kể từ sau những cảnh khóa môi nhau thấm thiết trong MV mới của nữ ca sĩ. Cặp đôi đã từng check-in chung một địa điểm với những lời yêu thương ngọt ngào và gần đây nhất là chuyến đi cùng nhau tại Thụy Điển. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh Kim Lý còn đăng ảnh cổng Ha Hồ tình tử bên bãi biển lại càng gây sốt. Dù chết phút sau, nam diễn viên nhanh chóng xóa đi nhưng người hâm mộ vẫn tinh ý nhận ra. Cặp đôi tiếp tục bị truy lùng và bị bắt gặp tại sân bay với những cử chỉ khá thân mật. Đáng chú ý lần này, ngoài sự xuất hiện của Subel còn có mẹ của Hồ Ngọc Hà. Chính sự xuất hiện của mẹ ruột Hà Hồ càng khiến cho công chúng có thêm căn cứ để khẳng định chuyện tình của Kim Lý và cô là có thật. Ngoài ra, một số khán giả cho rằng đây là cách mà cô và bạn trai chọn để ngấm ngầm công khai chuyện tình cảm của bản thân. Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kiều Duyên vẫn là người đẹp nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Một trong số đó chủ yếu đến từ scandal từ trên trời rơi xuống cũng như đời tư của cô. Cụ thể, hồi đầu tháng 8, Kỳ Duyên đăng tải bài viết khoe khéo việc lọt vào top ngôi sao mặt đẹp trong tuần. Đáng chú ý, dưới bài đăng của Kỳ Duyên, bạn trai cũ Tạ Công Sơn bất ngờ để lại bình luận chúc mừng cô, khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây chính là dấu hiệu của việc gương vỡ lại lành. Nhưng ngay lập tức sau đó, cô đã có động thái ngầm phủ nhận điều này bằng cách chia sẻ trên Instagram. Thậm chí nhiều khán giả vẫn khen họ đẹp đôi trong phần bình luận. Thế nhưng người đẹp lập tức đáp trả chứ không bày tỏ đồng tình. Với tình hình này thì có thể khẳng định không có chuyện Kỳ Duyên và bạn trai quay lại với nhau. Mới đây, trước những tin đồn râm ran trên mạng về việc cặp đôi kinh tạ Lee Sun Jun và Nam Jo Hoon đường ai nấy đi, ngay sau đó YG Entertainment đã chính thức đưa ra thông báo xác nhận thông tin này là sự thật. Theo Ocean, nguyên nhân chia tay là do lịch trình bận rộn khiến cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau. Kể từ khi đóng cặp trong drama siêu hot, tiền nữ cử tạ Lee Sun Jun và Nam Jo Hoon đã vướng phải nghi án phim giả tình thật. Nhưng mãi đến hồi tháng 4, sau khi bị tung hàng loạt hình ảnh hẹn hò bí mật, thì cặp đôi mới lên tiếng thừa nhận. Kể từ khi công khai, cả hai đã trở thành cặp đôi hot nhất nhì showbiz xứ sở Kim Chi, được truyền thông săn đón và công chúng ủng hộ. Chính vì vậy, thông tin cặp đôi chia tay khiến cộng đồng fan hâm mộ kinh tạ không khỏi bàng hoàng cũng như tiếc nuối. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Sân Si Tinh ngày hôm nay và đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh FML Channel của chúng mình nhé.